Xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì Nhật Trường cùng kỹ thuật viên của Bảo Châu Lex lại tiếp tục đi lắp đặt một đơn hàng dòng loa Active đến từ thương hiệu DB Technology của Ý, kết hợp với dòng loa SUB của Audio Center. Cụ thể thì hiện tại thì quý vị nhìn thấy khu vực Nhật Trường đang đứng đây, đó chính là khuôn viên của Học viện Chính trị ở tại Ngô Quyền, Hà Đông. Thì trước đây thì nếu như quý vị nào theo dõi thì cũng đã biết rồi, cách đây khoảng tầm 2-3 tháng trước thì Bảo Châu Lex cũng đã đi lắp đặt một bộ dàn cũng của DB Technology ở tại Học viện Chính trị này rồi. Và sau quá trình trải nghiệm thì đơn vị cũng đã đánh giá rất là tốt về cái bộ dàn đó, thì đã quyết định đầu tư thêm một bộ dàn tiếp theo để phục vụ dưới chỗ khu vực nhà ăn, đó, phục vụ cho các công tác liên hoan rồi thì tổ chức văn nghệ của đơn vị. Bộ dàn trước thì nó là không có SUB, nhưng mà bộ dàn này thì sẽ kết hợp thêm SUB Audio Center dòng S3118 SUB đơn bass 50. Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi cái quá trình lắp đặt cũng như là để test thử chất lượng âm thanh xem bộ dàn ngày hôm nay sẽ như thế nào quý vị nhé. Đây chính là khu vực khuôn viên nhà ăn mà chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt ngày hôm nay. Thì về cơ bản thì cấu hình thì chúng tôi vẫn giữ nguyên, gần như không có sự thay đổi nhiều, ngoài việc đó là thêm con SUB này. Thì đây, thì quý vị có thể thấy đây, thì chúng tôi sẽ sử dụng tới 4 con loa Revo DB Technology Revo 210 bass đôi 25. Đây, quý vị thấy đây, 1 này, 2 này, 3 và 4, và kết hợp thêm hai con Revo 212 bắt đôi 30. Đây. Đó, thì tổng là có 6 loa DB Technology quý vị nhé. Và ngoài ra thì kết hợp thêm với lại hai con loa SUB điện của Audio Center này, con SA3118A. Dòng SUB điện này thì với mức công suất nó lên tới 1000W. Đó. Rồi thì dòng của Audio Center thì nó được tích hợp các cái công nghệ ví dụ như Braincore này, đấy, hoặc là những công nghệ FICO. Rồi thì sử dụng mạch Class D để đảm bảo chất lượng âm thanh, hiệu suất nó khai thác tốt nhất. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái tủ rách nữa để kết nối và để bàn mixer bên trên cũng như là toàn bộ các hệ thống bộ máy ở đây. Ở đây thưa quý vị, và sau khi tiến hành lắp đặt xong thì toàn bộ cấu hình bộ dàn đã được chi tiết vào hết các vị trí rồi. Đây. Quý vị quan sát một tí là ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ dàn karaoke trước đó của đơn vị. Nhưng mà với bộ dàn karaoke này thì với hai cặp loa nằm thì công suất nó khá là đuối, không thể phục vụ được tốt cho không gian khán phòng nó rộng lớn như này. Đấy, cũng như là các thiết bị này nó cũng khá là cũ rồi đúng không ạ? Thì đơn vị đã quyết định lựa chọn sang cấu hình như này. Thì các bạn để ý ở đây em sẽ có bố trí luôn hai con loa monitor nhé, để cho sếp cũng như là anh em khi mà hát karaoke thì có thể kiểm tra được chất lượng âm thanh luôn. Đấy, hoặc là ví dụ có nghệ sĩ biểu diễn thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được chất lượng âm thanh nó tốt hơn nữa. Còn ở chỗ khu vực tủ thiết bị này, anh quý em nhờ tí nhá. Đây. Ở đây các bạn nhìn qua này, chúng ta có mic JBL VM300 này, đầu màn Vietka này, vang JBL VX8 này. Đấy, còn cái này thì nó là của đơn vị rồi, và quản lý nguồn VX8 cũng như là bàn mixer Yamaha MG12XX. Thế thì nó cũng y chang như cái cấu hình trước đó bên em đã lắp đặt cho đơn vị Học viện Chính trị rồi đúng không? Và ở đây thì chúng ta đang sử dụng đó là cấu hình gồm có loa DB Technology Opera Revo 212 bắt đôi 30. Và loa này nó là loa ba loa ba đường tiếng, nó có sử dụng đó là chép đồng trục từ neo cho nên chất âm rất là sáng. Công suất của con này thì sẽ là 1050W đấy. Và những dòng DB Technology này thì đều được sản xuất trực tiếp tại Italia các bác nhé. Còn ở phía dưới kia cặp đôi bắt đôi 25, mức công suất vẫn là như vậy, 1050W. Với cái hệ thống sân khấu rộng như này thì bộ dàn này sẽ đảm bảo được chất lượng âm thanh, nó sẽ đánh ổn định và bao phủ được toàn bộ cái không gian ở đây đúng không? Mà đặc biệt khi mà các bác đứng ở khu vực giữa như này, đấy, giữa của cái sân khấu và các bác hát ấy, thì cái nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng âm thanh giả lập, âm thanh vòm. Chính vì vậy mà nghe tiếng nó rất là bay và nó kiểu nó giống như kiểu cảm giác mà các bác đang hát ở trong các cái phòng hát karaoke ấy. Thì đây, cái không gian như này và cái hệ thống cấu trúc loa như này nó sẽ đảm bảo được cái câu chuyện đó các bác nhé. Rồi bây giờ em mời các bác đeo tai nghe để cảm nhận chất âm thanh ở trên cái bộ dàn ngày hôm nay. Mặt anh nhìn theo con tàu đi xa mãi,
Và để lắp được trên các công trình của nhà nước mang tính chất quan trọng như thế này thì quý vị đã biết được hàng hóa phải chất lượng và uy tín như nào rồi. Đấy, cho nên là quý vị nào cần những bộ dàn ODB Technology như thế này để lắp cho các dự án ví dụ như quán bar này hoặc là sân khấu hội trường như thế này thì có thể liên hệ với Nhật Trường qua số hotline 0985 357 466 hoặc liên hệ tổng đài của hotline Bảo Châu Elec là 1900 0255. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.